ở đây an toàn chứ anh Hiếu? Không biết đám người kia đi ra có tìm thấy anh em mình không? Đây là đất thuộc Bình Thuận rồi, chắc họ không nghĩ mình đi xa vậy đâu. Thế nào cũng tìm quanh quẩn trên Lâm Đồng thôi. Em không muốn chết nha anh Tứ. Em muốn về gặp mẹ em. Đừng lo, anh sẽ băng rừng tìm sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, sẽ có người đến cứu anh em. Tôi không muốn làm vướng tay vướng chân tới chú nữa. Đã ra tới đây rồi, có chết tôi cũng mãn nguyện. Lần cuối còn có thể nhìn được ánh sáng mặt trời. Anh nói cái gì vậy anh Năm? Khó khăn lắm anh em mình mới thoát ra được khỏi chỗ đó. Anh phải hy vọng là mình còn cơ hội để tiếp tục sống tốt chứ. Chỉ vì nghiện ngập mà tôi đã làm tán gia bại sản, gia đình ly tán. Giờ tôi mới biết ma túy độc hại đến cả những người chơi trực tiếp, mà còn là chất độc hủy hoại đến cả những người thân, liên lụy đến gia đình và cả xã hội nữa. Nếu đã hiểu ra được vấn đề, em hy vọng là sau khi ra khỏi đây, anh với tỷ sẽ sống một cuộc sống đàng hoàng tử tế hơn. Đặc biệt mấy anh phải là nhân chứng sống trước tòa để tố cáo băng nhóm mafia này. Anh là người tái sinh em ra lần hai, bây giờ anh nói gì em cũng nghe. Hãy lắng nghe con tim mình mách bảo phải làm điều tử tế. Anh không thể bên cạnh em suốt đời được.